qua đi bắt muộn quá đâm ra là được ít. Mọi hôm mà đi bắt đầu mùa hè đi bắt là tổng mấy chục cân. Em có qua không? Đi tối à? Đi từ chiều đi tối phải. Hôm qua của bạn. Về mùa hè đi từ sáng đi trưa về. Mùa hè bắt được nhiều hơn. Đi mùa này nó tối nó mình dọi đèn nó không chuẩn, nhìn nó không chuẩn. Mấy chục cân, 20-30 cân. Hàng sái qua hàng hộp. Quá nó to. Anh là cũng bỏ với bà đúng không? Đâu, không là anh ở riêng. Ở dưới bà thì mỗi bà đấy là út ở dưới đấy thôi. Ở trong nhà cho thuê. Ở đấy cũng có cái văn phòng như này. Có văn phòng trước là mở là cái gì nhỉ? Chuyển đổi số ấy. Có đầy đủ ở đấy đầy đủ trong cái gì hết mà ở đây cánh thành cái phòng đấy giờ để không phòng nó rộng em đã lên đấy chưa em chưa phòng nó rộng lắm rộng gấp mấy lần phòng này của tôi thấy bảo là chuyển đổi số cho nhưng mà chỗ đấy thì lại không có chỗ đỗ xe. Có giờ cái thế có chỗ đỗ xe nhưng mà đỗ phải đỗ theo giờ tầm này đỗ được thoải mái nhưng mà buổi tầm cao điểm nó không được đỗ tầm từ 10 giờ không biết 16 giờ 16 giờ hay là 15 giờ trở đi đến 19 giờ ấy, thì là đỗ là 46